Vài tháng trước, trong nhà bắt đầu xảy ra những chuyện lạ lùng. Phóng sự sẽ là một quả bom đấy. Còn một câu hỏi nữa. Thế cô Tanuya, người sống trong nhà ngang ấy, được chôn cất ở đâu? Lara, mẹ hỏi con đã giặt khăn trải bàn chưa? Mẹ ơi, con còn phải làm mấy xe cà phê. Bông mà trồng vườn. Tôi nghe nói có một số vụ giết người ở chỗ các anh. Tôi không muốn nghe về Cesar Tacoba. Tôi không định thảo luận về cái chết của người chồng và quý bà tội nghiệp này. Em cảm nhận được chị ấy. Chị ấy ở đây. Thế họ của anh là gì? Tên tôi chắc chắn không có ở đó đâu. Chuyển thể từ tiểu thuyết Bóng ma trong gương lồi của Elena Mikhankova. Tôi quan tâm đến thông tin về cái chết của Tatiana Kirillova. Tháng 6 năm 1992 cô ấy qua đời. Người chết đối với Alcesa Tarkovsky ấy à? Đúng cô ta. Chị có biết cô ấy không? Biết một chút. Tanuya làm kỹ thuật viên chăn nuôi ở một trang trại. Cô ấy được cấp chỗ ở trong nhà ngang của Alcesa Tarkovsky. Olga Fedorovna rất không hài lòng. Tại sao chứ? Thế nào nhỉ chà? Họ vừa mới tư nhân hóa ngôi nhà. Bà ấy cảm thấy mình là một bà chủ tàn quyền. Và rồi đột nhiên chồng nói rằng một người lạ sẽ sống ở nhà ngang. Thế chị có tình cờ biết tại sao không cho Tatiana Kirillova ở chỗ khác không? Có lẽ không được tự do như thế. Có ngay đây. 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 Đó là tháng 6. Tháng 6. Lạ nhỉ? Xin lỗi, nhưng tôi thấy ở đây bị thiếu mấy trang. Tình cờ không phải là những trang có thông tin về Tanuya Kirillova đó chứ. Không thể nào. Tôi nộp hồ sơ mới 2 tháng trước. Nộp cho ai? Chị có thấy trong ghi chú không? Vâng, tôi nhớ rõ lắm. Những cặp hồ sơ là Larisa Sesatakova, con gái của Olga Fedorovna. Tôi đã nói chuyện với ông già, tổng biên tập một tờ báo địa phương những năm 90. Thế. Ông ta nói xác của Tanuya được tìm thấy dưới ao, không có khám nghiệm tử thi. Cô Jirep tự nhận mình là xem xét thi thể và nhanh chóng viết kết luận. Sau đó kết luận biến mất cùng với tất cả các tài liệu khác. Hơn nữa, Tanuya Kirillova được bố trí đến nhà của Cesar Tarkov theo gợi ý của cô Jirep. Tức là lúc đó Tanuya sống trong một lán trại. Và ở lán trại này đám đông công xưởng cưa chơi bời, rượu chè, tiệc tùng. Cô ấy có thai. Cô ấy đã xung đột với những người này. Sau cuộc gọi, cô Jirep đến và đưa Tanuya đến nhà bạn mình. Đến nhà Cesar Tarkov à? Phải. Và khi Tanuya chết, anh ta nhanh chóng khép lại vụ án. Kỳ lạ thật. Không có gì lạ. Khi đó anh ta dốc toàn bộ sức lực tìm kiếm kẻ giết Cesar Tarkov bạn mình. Anh ấy nhiều ngày không ngủ và bắt mọi người làm việc cực lực, nhưng vẫn chưa tìm ra kẻ giết người. Đấy Sergei. Không tìm thấy kẻ sát nhân. Hồ sơ thì biến mất. Tay này láo cá thật. Được rồi. Anh nói rằng Tanuya có thai. Thế đứa bé thì sao? Cô ta không có người thân thích và đứa trẻ được giao cho cơ quan giám hộ. Mà này, tôi thắc mắc tại sao Larisa Sesotakova lại xé giấy trong cặp. Có lẽ cô ấy cũng sợ ma. Hoặc là cô ấy đã nhìn thấy nó. Sergei, bây giờ chúng ta xuống nhà ngang đi. Xem camera giám sát ghi được gì. Chắc chắn rằng không có con ma nào. Và anh sẽ ngủ ngon. Đi nào. Đi ngay à? Tôi còn chưa ăn xong. Maka, vừa đi vừa ăn. Đi thôi. Nếu có ai ở đây thì đó rõ ràng không phải là ma. Con ma không để lại dấu vết bẩn thỉu nào phía sau đâu. Maka,
Maka. Của anh à? Không hiểu. Cái quái gì vậy? Maka, giá như anh nhổ cây ngải thì tốt, mẹ không khuyên điều xấu đâu. Cho tôi chiếc áo len. Thú vị thật. Tôi không thể hiểu được đó là ai. Đây là Basa, người làm công nhật của xe sở cấp. Anh đã gặp cô ấy rồi. Ồ, vâng vâng vâng, thế. À, đây là áo khoác của anh. À ha, hay nhỉ. Cô ta cần nó để làm gì? Có lẽ cũng thích màu bọc đồ đậm đà. Có lẽ cô ấy thích anh. Vì vậy chúng ta hãy nghiêm túc. Các nhà báo đang ở đây phải không? Họ chọc mũi vào việc của người khác. Họ đang cố gắng lôi những chuyện cũ ra ánh sáng ban ngày. Vậy tôi nghĩ có lẽ hôm qua họ đã không nhầm bắn vào Ksenia Ilyinida phải không? Thế thì bắn ai? Vào anh. Anh không nghĩ về chuyện này à? Ôi không không. Không, không chắc lắm. Xoay tiếp đi. Cái chính là chúng ta đã chứng minh rằng không có ma nào tồn tại. Maka, nhìn xem. Đây là gì? Không tưởng được. Tu lại đi. Đợi đã. Cô ấy đã đi đâu vậy? Cô ấy không thể đi xuyên tường phải không? Đó chính là những gì cô ấy đã làm. Sergei, nhưng người không đi xuyên tường. Đúng vậy, anh cứ nói như không phải tôi. Người không thể đi xuyên tường. Thế Sergei im đi, không có ma nào cả. Vậy thì đó là gì? Chờ đã, là Basa. Có lẽ cô ấy đã nhìn thấy gì đó. Vì vậy tôi sẽ đi Janowski ngay. Còn anh hãy kiểm tra camera. Có lẽ ở đó đã cắt giận hả? Kiểm tra thời gian để không bị gián đoạn. Nào, được. Ôi trời ơi. Olga Fedorovna nói rằng Basa là người thân của chị. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy. Nó không thể nói chuyện với ai được. Anh đi đi. Basa gặp hoạn nạn. Nó đang nằm trong bệnh viện. Nào em ơi, uống đi. Ừ, một ngụm nữa. Nhấm nhấm một chút. Tốt rồi, nằm xuống. Nằm xuống em yêu. Nằm xuống. Bây giờ chúng tôi sẽ sưởi ấm cho em. Lạnh phải không? Nghỉ đi. Cô ấy làm sao? Chứng tê liệt cuồng loạn. Nó được gọi là chứng tâm thần. Phản ứng với căng thẳng, đau buồn hoặc sợ hãi. Sáng sớm nhà Janowski thấy cô ấy trên đường, cách nhà xe sơ tơ cấp không xa. Và cô ấy đã trong tình trạng như vậy. Cô ấy sẽ khỏe chứ? Em nghĩ là còn lâu. Hơn nữa Janowski còn nói rằng đây không phải là lần đầu tiên Basa đã rơi vào tình trạng như vậy sau cái chết của người bà. Người ta bảo rằng bà của cô ấy là một phù thủy. Em không biết chuyện đó. Nhưng khi cô gái đã trong bệnh viện một năm và cô ấy không bao giờ hồi phục hoàn toàn. Ksenia, chúng tôi có thể nói chuyện với cô ấy không? Không có ích gì, Maka. Em nghĩ là cô ấy sẽ không nghe thấy anh đâu. Nhưng ít nhất hãy thử xem chứ. Không. Không, cô ấy cần yên tĩnh. Ksenia Ilyinina, chị hiểu cho, việc này rất quan trọng. Có chuyện gì đó đang xảy ra ở nhà xe sở tắc cấp. Và chúng tôi vẫn chưa biết gì cả. Basa rất có thể sẽ là một nạn nhân tình cờ. Nếu không ngăn chặn việc này, có thể sẽ có ai đó gặp nạn. Anh à, anh đang nói gì vậy? Hôm qua cô ấy đã trong nhà ngang. Và ở đó cô ấy đã nhìn thấy ai đó. Một người nào đó làm cô ấy rất sợ hãi. Và chúng ta cần biết đó là ai. Và tại sao chuyện này lại xảy ra? Mà này, cái này của cô à? Phải, tôi đánh rơi tuần trước. Anh thấy cái này ở đâu? Chúng tôi đã thấy nó trong nhà ngang. Tôi chỉ hỏi vài câu thôi. Không, không được. Tình trạng bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu của tôi. Xin lỗi, tôi không thể mạo hiểm. Rõ rồi. Đây là từ thị trấn. Tôi đã mượn chiếc xe để đến đón Basa. Alo. Alo, vâng. Hãy nói to lên. Kết nối sao nhỉ? Alo, đợi một chút. Làm ơn nói lại một lần nữa. Ở đâu thế? Vậy là anh sẽ mất bao lâu để đến nơi? Chúng tôi đang đợi anh. Sao, sao cơ? Basa, cô có nhớ tôi không? Tôi là Maka. Cho tôi biết cô đến nhà ngang làm gì. Hãy nhìn xem đó là ai. Cho tôi biết đó là ai.
Cô thấy ai trong gương? Đó là ai? Nhớ đó là ai không? Là ai đó? Đợi đã, làm ơn khẽ thôi. Đó là ai? Các anh đang làm gì đấy? Tránh ra, giữ cô ấy. Giữ cô ấy lại, giữ tay. Chân, cái chân. Giữ lấy, cô ấy có thể tự làm què mình đấy. Im lặng nào, chờ một chút, im lặng. Ngay bây giờ, ngay bây giờ. Chờ đã, đợi đã. Chịu đựng một chút. Yên nào, xong rồi, giỏi lắm. Yên nào, giữ lấy, yên nào. Giờ thì cút ra khỏi đây đi. Cơ xe nhi ha, cả hai đi đi. Tôi tưởng các anh là người bình thường, hiểu tất cả mọi thứ. Các anh cũng như các đồng nghiệp của anh, biến khỏi đây đi. Chúng tôi sẽ giải thích tất cả. Theo đi, xin lỗi. Chả có lương tâm gì cả. Yên lặng nào, yên nào. Xin hãy thứ lỗi cho chị em bé. Chị không rời xa em nữa đâu. Maka, đây là lần thứ 5 anh xem xét góc này. Sergei, tôi sẽ xem xét lần thứ 5, thứ 6, thứ 7 và lần 157. Người không đi xuyên tường, anh biết đấy. Tôi muốn biết cô ấy đã đi đâu. Chính là cô ấy không đi khỏi đây đâu. Phim chống trơn mà, tôi đã kiểm tra rồi. Không có cách giận nào hết. Nói chung, tôi không đồng ý với trò quỷ quái này. Maka, chúng ta về thôi. Không, Sergei, chúng ta sẽ ở lại. Cô đã thấy cô gái này chưa, Basa? Cô có muốn giống thế không? Này, anh đang nói gì vậy? Basa này điên mà. Cô ấy tự giải trí bằng cách chọn áo khoác, tai nghe điện thoại và bú thiếp của người khác. Còn Cesar Tacova dường như đang bị ảo giác. Anh có thấy lời giải thích nào không? Tôi đã làm việc trong các cơ quan 10 năm. Tôi có 2 vết thương chiến đấu. Tôi có thể bình tĩnh đối mặt với kẻ cướp, kẻ giết người, kẻ điên, với kẻ tâm thần trong cơn mê sản. Nhưng đây không phải là bọn cướp Maka. Chúng ta không biết nó là gì. Sergei, chúng ta biết rất rõ nó là gì. Và cái như vậy làm như điên đầu và làm chúng ta thành kẻ ngốc. Chỉ là chúng ta không đủ thông minh để tìm ra điều này. Này, cầm lấy. Đi săn ma, chuyện vớ vẩn gì thế? Tôi nghĩ nó sẽ giúp anh tìm thấy ma. Anh lấy sách này ở đâu ra? Nó đã nằm đây. Vậy thì sao? Sergei, điều thú vị nhất nằm ở trang cuối cùng. Tôi không ngờ. Tôi nghĩ chúng ta đã bắt được hắn. Vì thế, anh nói rằng đến để đi săn. Vâng, ở một mức độ nào đó là đúng. Sao, có vấn đề gì à? Đây là từ cặp thư viện. Larisa Sesetakova đưa cái này cho anh à? Tôi không hiểu các anh. Tôi sẽ giải thích cho anh ngay bây giờ. Olga Fedorovna Sesetakova suýt chết khi ngã cầu thang. Basa Yanovskaya đang nằm trong bệnh viện. Cả hai trường hợp đều nguy hại đến sức khỏe và đe dọa đến tính mạng. Điều 119 Bộ luật hình sự Liên bang Nga và 2 năm tù theo phán quyết của tòa án. Phải có bằng chứng cho quyết định của tòa án. Chúng ta sẽ tìm được bằng chứng. Đừng mắc sai lầm nha. Sergei, thôi nào, tôi sẽ hỏi vài câu. Anh sẽ trả lời trung thực, tự nguyện nha. Anh hiểu chúng tôi chứ? Các anh là ai mà bắt nạt tôi? Vsevolod Evgenievich. Chúng tôi là nhà báo, là những người đáng sợ. Tôi muốn biết ban đêm trợ lý của anh đã biến mất đi đâu trong nhà ngăn. Hả? Trong đầu anh đang nghĩ về trợ lý nào thế? Đây là hài kịch nào ở đây? 2 năm, theo điều 119 Vsevolod. Đây không còn là hài kịch nữa, đó là thảm kịch. Là em đây. Là lỗi của em, Seva không liên quan gì. Larisa, hãy bình tĩnh. Bình tĩnh nào. Anh xin em, Seva là một nhà cận tâm lý học. Anh ấy đã viết sách, em đã đọc và mời anh ấy đến. Vì em cần sự giúp đỡ. Em chỉ muốn để Tania không đến nữa. Thực ra anh ấy không có lỗi. Yên lặng một phút nào. Anh muốn nói rằng trong nhà thật sự có một con ma. Tâm lý học không dựa trên những khái niệm như con ma. Tôi hy vọng bây giờ các anh có tất cả rồi chứ. Một nhà thương điên nào đó, Sergei. Đừng nghĩ rằng em điên.
Em biết rằng Tanuya đã chết đuối, nhưng chị ấy thật sự xuất hiện với em. Nó bắt đầu từ thời trẻ. Chúng tôi không nghĩ gì cả. Nói xem trong hoàn cảnh nào, ban ngày hay đêm? Ban đêm, em thức dậy, chị ấy đứng bên giường. Cô đã nói chuyện này với ai chưa? Kể với mẹ rồi. Nhưng mẹ lại đưa em đến bác sĩ. Thế bác sĩ đã nói sao? Bác sĩ cho biết đó là chứng tê liệt khi ngủ. Đây là lúc giấc mơ bị lẫn lộn với thực tế. Nhưng giấc mơ không có thật. Các anh thấy đấy, một lần em thức dậy và Tanuya đứng bên giường và đưa tay xoa đầu em, và bàn tay thật lạnh lẽo. Cô ấy trông như thế nào? Có thể là những ngón tay màu xanh hoặc khuôn mặt Maka. Không không, chị ấy trông hoàn toàn bình thường, mặc một bộ áo váy trắng, và chị ấy có mùi thơm như hoa. Tanuya luôn thơm như hoa. Có thể là nước hoa hay một thứ gì đó. Nói xem, bao giờ chị ấy lại bắt đầu xuất hiện lại với cô? Khoảng 2 tháng trước. Em đi xuống nhà ngang. Mẹ bảo em đi lấy đồ cũ. Và em nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng. Em nghĩ đó là Tanuya. Ngay lúc đó em đang đọc sách của Sevina. Em đề nghị anh ta đến để làm rõ, để thiết lập liên hệ với thế giới tâm linh. À, tôi hiểu rồi. Thế giới của những linh hồn. À, đó là một cái tên lỗi thời. Nhưng ý anh coi một năng lượng nào đó là tinh thần, thì là phải. Đây chính là như thế. Nhưng cô thiết lập liên hệ với họ để làm gì? Để biết Tanuya muốn gì ở em, anh hiểu không? Chúng tôi đã thiết lập được liên lạc, nhưng không sao kết nối được với họ. Chúng tôi hiểu rồi. Và nói xem, cô đã ở đâu vào lúc đó Olga Fedorovna bị đẩy xuống cầu thang? Và tối nay, chúng tôi đã ở trong phòng tôi. Chúng tôi thường tụ tập họp. Tôi ghi lại tất cả các phiên chữa bệnh của mình. Anh có thể xem lại bản ghi. Nếu đột nhiên anh nghĩ rằng Larissa... À không, thôi đi. Chúng tôi chưa quyết định gì. Chúng tôi hiểu. Chúng tôi chỉ muốn tìm ra ai đã đẩy Olga Fedorovna, ai làm Basa sợ hãi, ai đã tạo ra tất cả cho quái quỷ này ở đây. Cái đó thì quá rõ ràng. Đó chính là Tanuya. Nắm trắng của tôi ở đâu rồi? Ngày này tôi không hiểu. Anh làm thế nào tìm được nắm? Thế nào à? Nắm yêu tôi. Nhưng thực ra đã cởi dây. Sự tồn tại của thế giới vi tế này, hay như anh gọi, thế giới của những linh hồn, chưa được ai chứng minh. Tất nhiên, có một bức ảnh, video, chứng cứ của nhân chứng, thậm chí còn có thiết bị, ghi lại các vụ bùng phát nguyền bí. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có linh hồn nào được lấy ra để nghiên cứu. Vậy ngoài ra chính anh cũng không tin vào những gì mình đang làm. Sao nữa? Ngược lại thì cũng không ai chứng minh rằng linh hồn không tồn tại. Đúng thế. Makar Andreevich, tôi thừa nhận rằng có ai đó muốn làm hại Olga Fedorovna. Nhưng đó không phải là Larissa. Larissa không thể làm tổn thương ai cả. Ê, anh có thích cô ấy không? Đây không phải là vấn đề. Giá như anh biết là bà mẹ đang khủng bố cô ấy như thế nào. Ê, cô ấy đi học, gặp một chàng trai. Tất nhiên, cô ấy không có kinh nghiệm quan hệ. Sau 6 tháng anh chàng biến mất và để tất cả nợ nần cờ bạc của mình vào cô. Thế nào? Tất nhiên Sesatokova đã giải quyết được tình trạng này, nhưng bà ấy vẫn quả trách Larissa về việc này. Và Lara tự coi mình mang ơn bà ấy đến hết đời. Rõ rồi. Tôi có thể hỏi anh một cái gì đó được chứ? Nào hỏi đi. Anh có thể không nói với gia đình Larissa về cuộc gặp của chúng ta không? Họ sẽ không để cô ấy sống. Tin tôi đi, Larissa rất cần thoát khỏi những bóng ma này. Thỏa thuận thế nhé. Vẫn còn chút nắm trắng. Nào, như thế này, lại đây. Bạn tốt của tôi. Hả, à, Maka? Nữa nào, Sergei đại đã, đừng dứt. Hãy để xem chúng lớn lên như thế nào. Nó là của anh. Chúng ta chờ Maka đã. Không nặng phải không, Maka? Nặng, những cái nắm chết tiệt. Này, Sergei, chúng chân tuột, có lẽ là nắm độc chăng? Chính anh là nắm độc, đồ ngu. Ồ, lạnh quá. Họ có một ít rượu mùi để đâu đó. Ồ. Nghe này, Sergei, gần đây tôi có ấn tượng rằng mình đang ở trong nhà thương điên. Một số loại ma, nghi lễ, căn phòng bí mật.
Ngoài cửa sổ là thế kỷ 21. Ô, anh thế nào? Nào, tôi sẽ không để bạn mình uống rượu một mình. Nhân tiện, anh đừng phạm tội với nấm. Sau đó anh sẽ ngấu nghiến cả hai má. Tôi bảo đảm thế. Được, ta xem nào. Chúc sức khỏe nha. Nhưng anh làm sao? Nói chung tôi không nghiện rượu. Tôi không uống rượu suông được. Được rồi, tôi bây giờ đi lấy đồ nhắm. Anh sao thế, Makar? Makar. 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 Makar, Makar. Cuối cùng thì, cơ xe nha. Lạy Chúa, đừng làm vướng tôi. Cô tưởng tượng xem, chúng tôi vừa mới ghé qua, chúng tôi định tìm nắm. Chuyện gì vậy? Yên tâm đi, tôi bình tĩnh. Ừ, anh im đi. Vâng, tôi vâng. Mạch yếu lắm. Thế mạch yếu? Đây là chúng bùa rồi. Bùa chú nào? Anh tỉnh táo đấy chứ. Ồ không, làm sao để gỡ ra? Anh đừng làm phiền tôi được không? Tôi không làm phiền, anh ta vừa uống rượu đứng dậy, muốn đi và đột nhiên. Im đi, nếu anh đừng làm phiền tôi sẽ tự làm. Makar, Makar, anh có nghe thấy không? Chỉ có thể cười. Nhưng tôi biết cái trường hợp khi một người bị dính bùa, anh ta sẽ bị ốm mà không rõ lý do. Sergei hoàn toàn không liên quan gì đến bùa phép. Đây là ngộ độc. Im nào, anh nói gì? Anh cần yên tĩnh. Anh không nên đứng dậy. Bình tĩnh nào. Không sao đâu. Chỉ là hơi váng đầu thôi. Hôm qua anh đã suýt đánh rơi vài chục băng. Anh đã bị đầu độc. Hãy cảm ơn cơ xe nha, Ilyinina đi. Cảm ơn em. Tất cả nấm của anh đã nói với anh là nấm độc. Đây là nấm trắng. Cơ xe nha, bảo anh ta đi. Vâng, Makar, nấm hoàn toàn không liên quan gì. Rượu anh uống có chứa một liều atropine ngựa. Lẽ nào như vậy? Cái gì? Ai đó muốn đầu độc tôi à? Em nghĩ không phải anh, mà là xe Shostakova. Thú vị nhỉ? Xin lỗi vì em đã hét vào mặt anh. Bao giờ? Hôm qua. Em không biết anh là thám tử tư. Em sợ rằng anh đã tham gia vào việc này. Việc gì? Makar, ai đó đang đầu độc xe Shostakova. Chính người nào đó trong gia đình ấy. Tại sao em nghĩ vậy? Thuốc an thần em kê cho bà ấy có thể có tác dụng phụ, nhưng không phải những điều xe Shostakova phàn nàn. Chóng mặt, buồn nôn, ảo giác. Những tác dụng phụ như vậy có thể là do ma túy. Khi uống thường xuyên, bức tranh có thể giống như chứng mất trí nhớ do tuổi già. Trong trường hợp quá liều sẽ tử vong. Tức là em nghĩ là một ai đó đã cháo thuốc của bà ấy. Em đã nói với ai nữa về việc này chưa? Chưa, nhưng em đã lấy một mẫu thuốc trong phòng ngủ của Shostakova và nhờ một người bạn ở bệnh viện địa phương làm xét nghiệm. Đây là kết quả. Em đã đúng. Ai đó đã đổi thuốc của Shostakova. Đó cũng là loại thuốc đã thêm vào rượu mùi mang nhãn hiệu của bà ấy. Rượu hôm qua anh uống và ngã. Phải rồi, Olga Fedorovna tự pha và đôi khi uống một ly. Rượu có vị đắng nên không ai uống nữa.
Thôi, em phải đi đây. Maka, khỏe lại nhé. Mai em sẽ đến thăm anh. Cảm ơn rất nhiều. Tạm biệt. Tạm biệt. Cảm ơn. Maka, sao anh lại mãn nguyện như vậy? Bây giờ hãy bắt tay vào công việc xe ghi. Tôi đã đúng, ai đó muốn đầu xe sở Takova. Còn bóng ma. Ma nào? Tất cả là do ảo thuật. Bây giờ là câu hỏi yêu thích của tôi. Ai được lợi khi giết xe sở Takova? Chính thế. Xong rồi, tất cả sẽ ổn thôi. Anh ta thế nào? Vài ngày nữa sẽ khỏe hẳn. Vâng, cảm ơn Chúa. Chúng tôi đã rất lo cho anh ấy. Thôi tôi đi đây. Giờ đã Ksenia. Chỉ có một phút không? Chuyện gì vậy? Có, tôi muốn nói về Leonid. Trái tim anh ấy là có chuyện. Chị có thể khám cho anh ấy không? Tất nhiên là được chứ. Này, cái gì thế? Cần thay đổi hai trụ đỡ nữa. Một rửa hết cả rồi. À thôi, để mai làm đi. Leonid, nghe đây. Việc là thế này. Tôi cần tiền. Anh có thể cho vay không? Anh biết là tôi làm việc để trả nợ. Tôi sẽ không xin. Nhưng cô Jirev đe dọa sẽ lấy nhà để bắt nợ. Còn chuyện với Basa nữa. Nói chung, Marina đang rất lo. Chúng tôi không biết dựa vào đâu để đi khắp bệnh viện này. Xin lỗi Arsenui. Tôi không thể. Tôi không có tiền nhàn rỗi. Anh vẫn quan tâm đến súng của tôi chứ? Súng mà. Nhưng sao? Anh sẽ bán sao? Anh đùa à? Thôi, biến đi đâu. Nhìn đi, tôi sẽ ở lại trên phố. Thế nên, anh sẽ lấy chứ? Xin lỗi. Đúng rồi, em yêu. Đúng. Không được đợi à? Được rồi. Vợ gọi. Tối tôi sẽ đến gặp anh. Chúng ta sẽ nói chuyện này. Hiện tại tất cả đều ổn. Huyết áp tuyệt vời. Nghỉ ngơi chút đi. Sau một tháng nữa hay làm điện tâm đồ lần hai. Chị phải nhớ rằng anh ấy phải rất gìn giữ, không căng thẳng quá mức. Được, tôi hiểu rồi. Và để đề phòng, hãy luôn giữ thuốc trợ tim trong tầm tay. Cơn bệnh có thể tái phát. Và nếu anh ta không kịp thời uống thuốc, hậu quả có thể rất thảm khốc. Chị muốn nói rằng tôi có thể mất anh ấy. Nếu chị không cẩn thận, thì hậu quả như vậy là có thể. Tạm biệt. Tạm biệt. Cảm ơn. Thế nào? Này, anh chưa ngủ à? Anh khỏe không? Bình thường. Này, tôi có tin mới đây. Anh nằm đi, đừng đứng dậy. Vợ của Leonid, Inga Olegovna, là nhân chứng trong cái chết của người chồng trước của cô ấy. Một Inatop nào đó. Ồ, thế tại sao anh ta chết? À, giả thuyết chính thức là một tai nạn. À, tai nạn là người bạn thân nhất của người phụ nữ bất hạnh. Chính thế. Thế nhưng Inatop có một người anh trai, và anh ta đang kiện Inga Olegovna về quyền thừa kế. Tôi muốn đến gặp nói chuyện với anh ấy. Tốt lắm. Cố lên, khỏe lên nha. Vâng. Những trường hợp thú vị. Sasha kết hôn với cô ấy chỉ 2 tuần sau khi họ gặp nhau. Mẹ tin rằng Inga đã mê hoặc anh ấy, thậm chí còn đến gặp bà của anh để ngăn Inga khỏi Sasha, nhưng không được. Khi đó tôi đang làm việc ở miền Bắc, tôi không dự đám cưới, và tôi chỉ gặp Inga trong đám tang. Đám tang của anh trai à? Ồ không, của người mẹ. Bà ấy chưa bao giờ phàn nàn về sức khỏe của mình. Nhưng khi anh Ga chuyển đến sống với bà ấy, 6 tháng sau thì bà ấy qua đời. Chính Inga đã đầu độc bà ấy. Xin lỗi. Khám nghiệm tử thi có xác nhận điều này không? Không có khám nghiệm tử thi đâu. Họ nói rằng cái chết là do nguyên nhân tự nhiên. Nhưng tôi biết rằng không phải như vậy. Và em trai anh mất một tuần sau đó, phải không? Phải. Và Inga được hưởng tất cả tài sản. Cô ấy đã đưa cậu ta sang thế giới bên kia. Tôi cũng nói như vậy với cảnh sát. Nhưng họ nói rằng không có tội phạm. Và họ đã từ bỏ vụ án. Sau đó anh đi kiện đòi quyền thừa kế.
Tại sao anh lại rút đơn kiện? Tôi không còn lựa chọn nào khác. Cô ấy liên tục gọi điện đe dọa tôi. Tôi đã gửi cô ấy. Rồi nhà tôi bốc cháy. Tôi được cứu bởi một phép màu. Rồi bên cứu hỏa nói rằng cháy là do hệ thống dây điện. Nhưng tôi biết rằng chính cô ấy đã sắp đặt. Và sau đó tôi quyết định rằng tôi sẽ tự mình tìm ra nó. Thế đó, 3 năm của cuộc đời tôi đã tập hợp ở đây. Cho tôi xin phép. Mặc dù họ ngăn cản tôi, hóa ra cô ấy đã có một đời chồng trước. Xa. Anh có biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy không? Sao cơ? Anh ta chết vì tiêu sống trong nhà. Cô ấy lãnh bảo hiểm nhà và chuyển đến Moscow. Đây là một cái nữa. Hãy nhìn xem. Hóa ra ai ở đây có thể đầu độc Sasakova? Vâng, chúng ta hãy đi theo thứ tự. Ví dụ Larissa. Mặc dù cô ấy không đẩy mẹ mình xuống cầu thang, điều đó đã được chứng minh. Dù sao thì cô ấy cũng quan tâm đến việc bán nhà. Leonid cũng quan tâm, nhưng không phải việc bán nhà mà quan tâm chủ đầu tư. Và nếu nhớ đến quá khứ của vợ anh ta thì rất có thể cô ấy đã lén đổi thuốc. Inatov thì có thể đã phát điên trong vụ này. Tôi đã kiểm tra sự thật. Nào, bày nó ra. Nhìn đi, đây là cuộc hôn nhân thứ ba của Inga. Cả hai người trước đều đã chết. Nơi hai, nơi ba, hả? Sergei, hóa ra điều gì xảy ra với Sestakova? Toàn bộ tài sản sẽ thuộc về các con của bà ấy. Larissa luôn nghe lời Inga trong mọi việc. Leonid thì có bệnh tim. Thế nên chiên thêm một chút, thêm một chút tình dục, thế là xong. Hơn nữa tôi thấy có thuốc kích thích trong phòng tắm của anh ấy. Maka, nhưng chúng ảnh hưởng xấu đến tim mạch, chính là thế. Vậy nghĩa là chúng ta có Larissa, Inga, Leonid. Chỉ còn tìm ra nhà vô địch lại. Thật tốt nếu biết được, nếu bắt được tận tay. Phải đây. Phải. Nghe này, gọi cho bạn của anh là Nika đi. Để làm gì? Gọi đi, gọi đi. Ta chơi một màn kịch nhỏ, mời Sestakova đến với chúng ta, để cô ấy tự xưng là một nhà môi giới và nói với khách hàng sẵn sàng trả giá tốt, nhưng không đợi được lâu, tối đa là một tuần. Tôi nghĩ kẻ mua xác Sestakova cũng sẽ không đợi lâu nữa. Alo. Chào Nick, tôi đây, có việc. Vâng, chờ đã. Bạn khỏe không? Bạn biết chúng tôi sẵn sàng thảo luận với bất kỳ mức giá nào. Xin lỗi, tôi đã nói rồi, tôi không định bán nhà. Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ không từ chối nhanh như vậy. Bởi vì thị trường đang hạ, và thực tế không phải là bà sẽ có một đề nghị béo bở như vậy trong tương lai gần. Tôi nhắc lại, tôi không quan tâm đến việc bán. Nhà này là của tổ tiên tôi. Chúng tôi đã mất rất nhiều công sức để lấy lại nó. Và tôi hoàn toàn không định chia tay với nó. Lara. Xin chào. Con pha cà phê cho mẹ và khách nha. Chuyến tàu tiếp theo sẽ đi 1 giờ nữa. Cô sẽ vừa kịp cho một tách cà phê. Vâng, cảm ơn. Dù sao thì bà làm ơn nghĩ lại lần nữa đi, bởi vì đây là một mức giá tốt. Cô kia gặp mẹ có chuyện gì thế? Là khách hàng, cô ấy thuyết phục bán nhà. Mẹ nói gì? Để chị đoán nha. Đã từ chối phải không? Chị biết rõ mẹ mà. Tất nhiên là chị biết. Điền trang dòng họ không thể bán được. Mẹ cần cô già đi trong ngôi nhà này. Cô sẽ chết với tư cách gái già. Và cô sẽ được chọn chôn cất trong căn phòng bí mật của ông cố điên cuồng Tikhon Ivanovich. Chị biết đấy, em dường như cà phê của cô đang chào ra đấy. Xin lỗi, tôi phải trả lời cuộc gọi. Phải, tất nhiên. Cảm ơn cô rất nhiều, cà phê thật tuyệt. Này, hình như tên cô là Larissa phải không? Larissa, tôi có thể nói chuyện với cô không?
Cô có thực sự muốn sống ở đây trong rừng với mẹ cả đời không? Dạ, họ đã đưa ra một đề nghị thật sự tốt. Và cô gái nói đúng, thị trường đang hạ. Anh có chắc chắn rằng nếu sau 3 năm nữa anh muốn bán nhà, chắc gì anh có thể kiếm được một nửa số tiền đó không? Inga, tôi không quan tâm đến chuyện ấy. Tôi không muốn và sẽ không bán. Để lát nữa ta sẽ nói chuyện này. Thôi được, tôi sẽ chôn mình trong làng với một người yêu và trong một túp lều của thiên đường. Này, có lương tâm không đấy? Cả ngàn phụ nữ sẵn sàng giết người vì một túp lều như vậy. Em xong bây giờ, chuẩn bị đi. Kỹ thuật Inga, thuốc đâu? Inga, đồ quỷ. Gì thế Inga, em không ngủ được à? Vậy anh định báo cảnh sát việc gì? Việc gì à? Bởi vì cô suýt giết mẹ chúng tôi. Leonid, anh thân mến, anh lấy ở đâu ra? Đừng làm hỏng hài kịch. Cô đã bị bắt quả tang cầm gối bên giường của tôi. Vậy thì sao, Olga Fedorovna? Con chỉ muốn kéo thẳng chiếc gối của mẹ. Hay là pháp luật cấm điều chỉnh gối? Luật cấm đầu độc con người. Thế ai đó đã bị đầu độc ở đây? Ai đó đã thay thuốc và thêm Machobine vào rượu mùi. Các anh biết đấy, tôi không ngạc nhiên đâu. Nếu tôi có một người mẹ như vậy, tôi cũng muốn đầu độc bà ấy. Bà ấy toàn bắt nạt con cái. Larissa ở đây như một người hầu. Còn Leonid thì bị bóp nghẹt từ nhỏ. Đến nỗi năm 36 tuổi, anh ấy trở thành người bất lực. Uống xéo khỏi nhà tôi ngay. Đừng đặt chân đến đây nữa. Ngày mai tôi sẽ nộp đơn ly hôn. À, Leonid, nói là anh yêu đi. Nói là mãi mãi đi. Thôi được, tôi lấy xe. Cuối cùng thì đây là tài sản chung. Phần còn lại sẽ được tòa án phân chia. Đồ rác rưởi. Mày không có gì ở đây hết. Phải chăng không thể làm gì với cái này à? Chào ơi, chúng tôi không thể chứng minh cái gì cả. Chúng tôi không thể chứng minh rằng cô ta trên đầu độc mẹ anh, rằng cô ta mua hại bà ấy. Rốt cuộc, anh đã tự nguyện uống thuốc kích thích. Thuốc kích thích nào? Cô ấy hành động rất khôn ngoan. Nhưng chúng tôi có tin tốt đấy. Mẹ anh không còn nguy hiểm nữa. Hồn ma của bà là kết quả của việc đầu độc.
Ảo giác thôi. Bà sẽ không gặp lại nó nữa. Đợi đã. Thấy chữ viết trên gương thì sao? Em cũng đã nhìn thấy. Có gương à? Tôi có chứ. Lấy ở tủ đầu giường. Бабкин. Брата жалко. Em rất tiếc cho anh trai. Anh ấy đã rất hạnh phúc với Inga. Хорошо, что он узнал. Thật may là bây giờ anh ấy biết sự thật. Những người này, các thám tử, họ đã giải thích tất cả rất rõ ràng. Tại sao đèn tắt, cửa mở, dòng chữ xuất hiện thế nào? Có vẻ như đúng là không có ma. Vậy thì lúc đó em nhìn thấy ai? Em thấy nó và cảm nhận được trong các buổi gọi hồn của chúng ta. Larissa. Việc cô ấy không dập cửa và không ném bát đĩa xuống sàn không có nghĩa là con ma đó không tồn tại. Chỉ cần tin vào chính mình, vào cảm xúc của mình. Phần còn lại là một ảo giác lớn. Nào, em đã sẵn sàng tiếp tục buổi gọi hồn của chúng ta chưa? Nghiêm túc chứ? Anh hoàn toàn nghiêm túc. Anh muốn thử một phương án khác. Và bây giờ anh chắc rằng chúng ta làm được. Em có chìa khóa vào nhà ngang không? Maka, khoan đã. Maka, anh có thể cho biết Sesetakova về bất cứ xảo thuật nào với ma, nhưng đừng đánh lừa tôi. Maka, ai đã đi lại trong nhà ngang hả? Sergei. Ai làm ba xa sợ hãi? Sergei, là Inga. Là Inga nào, Maka? Chúng ta có máy quay chiếu khắp nơi. Tối hôm đó Inga không ra khỏi nhà. Đấy, đưa giấy căn cước đây nào. Cái gì? Đưa giấy căn cước đây. Để làm gì? Đưa đây. Này, đặt vào đây. Thổi đi. Nhìn vào đây đi. Sao? Hả? Đưa nó cho tôi. Nhà ảo thuật. Thế căn cứ ở đâu hả? Đây Sergei. Đây là tất cả các xảo thuật. Vậy là xong. Chúng ta về thôi. Tôi không hiểu. Đây là cái gì? Cái ngải cứu hả? Thế cô ấy đang làm gì ở đó hả? Để nó nằm, cản trở phải không? Ôi, Babkin, anh mê tín quá. Nhà ảo thuật. Tanuya đã sống ở đây. Chị ấy thích hát những bài hát vui nhộn. Một lần mẹ nghe thấy và cấm em đến với chị ấy. Mẹ bảo đó là những bài hát bậy bạ. Nhưng em thích. Nói chung, Tanuya vui vẻ và tốt bụng. Em nghĩ rằng năng lượng của chị ấy đã ở lại đây. Em đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Vậy thì chúng ta bắt đầu nào. Hãy chăm chú nhìn vào bức ảnh này. Bây giờ tập trung vào pha lê. Hết tập 2.